Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã đến dự hội nghị triển khai công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2021 cùng ngành tài chính thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế, áp lực thu ngân sách của toàn ngành là rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan làm công tác thu chi ngân sách nhà nước. Phó Chủ tịch yêu cầu ngành tài chính bám sát các mục tiêu của nghị quyết đảng bộ thành phố, nhất là các mục tiêu trong năm 2021, chủ động xây dựng các kịch bản thu chi ngân sách theo diễn biến của tình hình dịch COVID-19, đảm bảo hoàn thành 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, toàn ngành phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt dự toán giao trên tinh thần thu đúng thu đủ, cân đối và chi tiết kiệm, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, thực hiện giải ngân đầu tư công đúng tiến độ kế hoạch. Năm 2021, số thu ngân sách nhà nước dự toán giao cho Đà Nẵng là trên 21.700 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 18.200 tỷ đồng. Toàn ngành phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu từ 3 đến 5% chỉ tiêu dự toán giao, chi ngân sách 19.400 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư phát triển là gần 10.000 tỷ đồng, chi thường xuyên 7.300 tỷ đồng. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một cá nhân và kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài chính cho 12 cá nhân làm công tác tài chính kế toán trên toàn thành phố.